Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Xuân Quyết. Tôi đã có gần 3 năm làm trình dược viên tại dược phẩm Tâm Bình. Có thể hiểu, công việc của trình dược viên là tiếp thị, mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm. Một ngày làm việc của tôi thường bắt đầu từ 7:30. Tôi đến công ty để họp giao ban vào đầu giờ sáng và học khai thác thêm khách hàng mới nhằm thúc đẩy bán hàng, phát triển và kiểm soát tốt thị trường, chăm sóc khách hàng thường xuyên cũng như thông báo các chương trình khuyến mại tới nhà thuốc. Tám giờ ba mươi, tôi bắt đầu chuyến đi của mình. Phương tiện chủ yếu của trình dược viên là xe máy, vừa tiện di chuyển vừa giúp quan sát được xung quanh. 9 giờ, tôi có mặt tại nhà thuốc đầu tiên đã nằm trong Côn Tuyến. Khi ghé thăm và chào hỏi, tôi chủ động nói chuyện và tạo thiện cảm với khách hàng, sắp xếp lại hàng hóa rồi hỏi nhà thuốc về vị trí, số lượng và bày biện theo tiêu chuẩn, tiện thể kiểm hàng tồn và lên đơn hàng dự kiến, thời gian giao hàng và thanh toán. Trong một số trường hợp, ghi chép lại những khúc mắc, đề nghị của khách hàng để thực hiện hoặc báo cáo với quản lý. Việc này giúp tôi hoàn thành mục tiêu một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, tôi tìm hiểu nhiều hơn về sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm của công ty mình. Sau khi kết thúc công việc, tôi bắt đầu di chuyển tới nhà thuốc tiếp theo. Trung bình một ngày của tôi là chăm sóc 20-25 nhà thuốc được phân công trong ngày. Những người làm công việc như tôi không chỉ đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn tốt mà còn phải rất yêu nghề, thực sự nhiệt huyết thì mới có thể làm cầu nối giữa nhà sản xuất dược phẩm và người tiêu dùng. Đây là môi trường làm việc tích cực. Ngoài lương và bảo hiểm xã hội, công ty còn chế độ phúc lợi như nghỉ mát, thưởng doanh số. Ngoài ra, trong những đợt nắng nóng kéo dài, tất cả trình dược viên làm việc tại đây còn được phụ cấp thêm tiền uống nước, áo chống nắng, cũng như chi phí hao mòn xe cộ. Đây là điểm khác biệt mà không phải công ty nào cũng có. Có thể thấy, nghề trình dược viên có nhiều cơ hội và thách thức, nhưng cũng là một nghề khá thú vị. Khi đạt chỉ tiêu doanh số, sản phẩm của mình cung cấp góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tôi rất vui. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp ích phần nào cho mọi người hiểu rõ hơn về nghề trình dược viên. Hãy gia nhập vào công ty dược phẩm Tâm Bình, nơi tôi đã và đang gắn bó. Khi cùng làm việc tại phòng kinh doanh, tôi sẽ hỗ trợ các bạn trình dược viên mới biết cách chuẩn bị nhanh nhất để làm được việc, từ việc hiểu về sản phẩm, hiểu cách phân tích lợi nhuận, cách trình bày ngắn gọn, tới cách chốt đơn và đúng nhu cầu của khách. Nhưng trước hết, hãy ứng tuyển vào công ty chúng tôi. Thông tin và cách thức gửi hồ sơ tham gia tuyển dụng như sau: truy cập website www.tambinh.vn tìm hiểu và đọc thông tin tuyển dụng, sau đó download mẫu thông tin ứng viên và điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu. Hồ sơ gửi về công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Tâm Bình, 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, email tuyểnduong@tambinh.vn, điện thoại 024 3724 5678 hoặc 0903 485 311.